Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một khái niệm vô cùng thú vị và sâu sắc trong triết học và y học cổ truyền: luân xa. Luân xa là những trung tâm năng lượng tồn tại trong cơ thể, kết nối giữa tâm trí, cơ thể và linh hồn. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức hoạt động của các luân xa, ý nghĩa của từng luân xa và cách bạn có thể cân bằng, khai mở chúng để nâng cao sức khỏe và sự hài hòa trong cuộc sống. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá năng lượng nội tại của chính mình. Luân xa hay chakra trong tiếng Phạn là các trung tâm năng lượng trong cơ thể con người, theo các triết lý Ấn Độ giáo và yoga. Luân xa được coi là các điểm nối giữa năng lượng vật chất và tinh thần, nơi năng lượng di chuyển qua. Có 7 luân xa chính nằm dọc theo cột sống, từ đáy cột sống đến đỉnh đầu. Mỗi luân xa tương ứng với một khía cạnh cụ thể của cơ thể và tinh thần. Các luân xa chính bao gồm: 1. Luân xa gốc, Muladhara, tập trung ở đáy cột sống, liên quan đến sự sống còn và ổn định. 2. Luân xa xương cùng, liên quan đến cảm xúc, sáng tạo và tình dục. 3. Luân xa thái dương, Manipura, nằm ở khu vực bụng, quản lý sự tự tin và quyền lực cá nhân. 4. Luân xa tim, liên quan đến tình yêu, lòng từ bi và sự kết nối với người khác. 5. Luân xa cổ họng, quản lý sự giao tiếp và biểu đạt bản thân. 6. Luân xa con mắt thứ 3, liên quan đến trực giác và tầm nhìn cao cấp. 7. Luân xa vương miện, nằm ở đỉnh đầu, kết nối con người với ý thức tinh thần và năng lượng vũ trụ. Luân xa huyền bí. Khía cạnh huyền bí của luân xa nằm ở niềm tin rằng việc khai mở và điều chỉnh các luân xa có thể giúp con người đạt được sự cân bằng về thể chất, tinh thần và tâm linh. Người ta tin rằng khi các luân xa được cân bằng và dòng chảy năng lượng thông suốt, con người sẽ có sức khỏe tốt và tinh thần sáng suốt. Ngược lại, khi một luân xa bị tắc nghẽn hoặc không cân bằng, có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe và tinh thần. Một số niềm tin huyền bí còn cho rằng khi các luân xa cao cấp như con mắt thứ 3 và luân xa vương miện được khai mở hoàn toàn, con người có thể đạt được trạng thái giác ngộ hoặc kết nối với các năng lượng siêu hình. Khai mở các luân xa, chakras, là quá trình làm sạch, cân bằng và kích hoạt năng lượng trong cơ thể theo truyền thống yoga và các hệ thống tâm linh. Dưới đây là hướng dẫn khái quát để bạn có thể bắt đầu hành trình khai mở các luân xa. 1. Chuẩn bị tâm lý và tinh thần. Tập trung tâm trí, hãy sẵn sàng về mặt tinh thần, loại bỏ căng thẳng và tập trung vào việc khai mở năng lượng. Luyện thở sâu, tập hít thở sâu để giúp làm sạch cơ thể và chuẩn bị cho việc khai mở luân xa. 2. Hiểu về 7 luân xa chính. Có 7 luân xa chính trên cơ thể, mỗi luân xa đại diện cho một khía cạnh khác nhau của tinh thần, cảm xúc và thể chất. Luân xa gốc, tập trung vào an toàn và sự ổn định. Luân xa xương cùng, tập trung vào cảm xúc, sự sáng tạo và tình dục. Luân xa đám rối mặt trời, tập trung vào quyền lực cá nhân và sự tự tin. Luân xa tím, tập trung vào tình yêu, sự đồng cảm và lòng từ bi. Luân xa cổ họng, tập trung vào giao tiếp và biểu đạt. Luân xa con mắt thứ 3, tập trung vào trực giác và sự nhận thức. Luân xa vương miện, tập trung vào sự kết nối với vũ trụ và ý thức cao hơn. 3. Các phương pháp khai mở luân xa. A. Thiền định, chọn luân xa cần tập trung. Trong buổi thiền, bạn có thể chọn một luân xa mà bạn muốn khai mở và tập trung vào khu vực đó. Sử dụng hình ảnh và màu sắc. Mỗi luân xa có màu sắc riêng, ví dụ như luân xa gốc màu đỏ, luân xa tim màu xanh lá. Hãy hình dung màu sắc của luân xa tỏa sáng và chuyển động mượt mà. Âm thanh và mantra. Mỗi luân xa cũng có âm thanh riêng để kích hoạt, như Lam cho luân xa gốc, OM cho luân xa vương miện. Bạn có thể niệm âm thanh tương ứng trong lúc thiền. Yoga và chuyển động cơ thể. Tập yoga theo từng luân xa. Có những tư thế yoga đặc biệt hỗ trợ khai mở các luân xa. Ví dụ, tư thế chiến binh giúp khai mở luân xa gốc, tư thế cây giúp khai mở luân xa vương miện. Giãn cơ và kéo căng. Các động tác yoga giúp cơ thể mềm dẻo, giải phóng năng lượng tắc nghẽn và hỗ trợ khai mở luân xa. Hít thở có kiểm soát. Hít thở sâu, thở theo chu kỳ sâu, chậm và đều giúp cân bằng năng lượng và mở các luân xa. Kỹ thuật thở luân phiên.
thở qua từng lỗ mũi có thể giúp kích hoạt và cân bằng năng lượng của da. Về sử dụng tinh thể và đá quý. Chọn đá quý phù hợp. Mỗi luân xa liên kết với một số loại đá quý. Ví dụ, thạch anh hồng giúp cân bằng luân xa tim, thạch anh tím hỗ trợ luân xa vương miện. Đặt lên cơ thể. Đặt các viên đá quý tương ứng lên khu vực của các luân xa trong khi thiền hoặc nghỉ ngơi để kích hoạt năng lượng. 4. Kiên nhẫn và lắng nghe cơ thể. Theo dõi cảm giác. Quá trình khai mở luân xa đòi hỏi sự kiên nhẫn, lắng nghe cơ thể và tâm trí để nhận biết những thay đổi. Tránh ép buộc. Đừng cố gắng mở luân xa quá nhanh, hãy để quá trình diễn ra tự nhiên. Khai mở luân xa là một hành trình dài và cần sự tập trung, kiên nhẫn. Hãy bắt đầu từ từ, lắng nghe cơ thể và sử dụng những phương pháp phù hợp với mình.